Mới đây thì một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải một đoạn clip ngắn về hoàn cảnh khó khăn của cụ bà 86 tuổi. Trên đường về nhà là lúc 4 giờ sáng, cô bắt đầu gặp bà cụ nghỉ giữa đường, xung quanh là những bao lớn chứa đựng phế liệu. Sau khi hỏi câu chuyện thì biết bà đang ngồi nghỉ mệt và hai vợ chồng liền biếu bà một số tiền để giúp đỡ và ngỏ ý gọi xe ôm chở bà về. Cụ bà từ chối và cho biết chỉ cần ngồi nghỉ mệt là có sức tiếp tục đi về. Được biết, cụ bà năm nay 86 tuổi và sống tại Hải Phòng. Một tài khoản tâm sự mình thường đi làm về cung đường này nên rất thường xuyên gặp và giúp đỡ bà. Sau khi đoạn clip đăng tải đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem, tất cả đều cảm thấy thương cho cụ bà năm nay 86 tuổi nhưng vẫn phải bươn chải kiếm sống. Trong khi mọi người được chìm vào trong giấc ngủ, cụ bà lại vẫn ra ngoài đường nhặt phế liệu. Bên cạnh đó thì có không ít những bình luận chỉ trích con cháu và người thân trong gia đình vì để cụ vất vả khi tuổi đã về già. Đấy, bà mệt quá. Hôm nay bà nhặt được nhiều đồ à? Vâng. Đấy, con biếu bà mấy chục bán quà nhá. Anh lấy cho em đấy. Cảm ơn hai cô anh. Đấy, bà mệt quá à? Bà ơi, bà mệt quá hay cháu gọi xe xe ôm chở. Bà về. Chứ bà cứ nghỉ thật, nghỉ thật. Bà cảm ơn hai con. Vâng ạ. Hai con hai con. May mắn. Vâng. Lúc người già này về thì thương các con. Vâng, con cảm ơn bà nhé. Nay là 86 rồi chứ. Con hay đi đường này lắm. Cứ lúc nào gặp bà thì con cũng biếu bà. Vâng. Nhớ bà nhớ. Vâng. Vâng, con chào bà nhé. Chúc bà giữ gìn khỏe.